Bây giờ từ Cà Mau lên mà 2 ngày rồi ở ngoài trạm xe buýt, bây giờ không có chỗ ở nên em ở dưới có mấy trăm ngàn lên đây hết trơn rồi, cho nên giờ hai vợ chồng em muốn có được 500 triệu ra ngoài mướn cái phòng để ở đó. Em đi làm, tại vì vợ em có bầu mấy tháng rồi, bây giờ không có chỗ ở. Là anh làm nghề gì mà chỉ làm nghề gì mà tự nhiên lên đây không có chỗ ở là sao? Em ở dưới Giáp Mía Lò Đường, dưới Đầu Đất, dưới Cà Mau á. Rồi hai chồng em tính lên thành phố này làm để gửi tiền về cho hai đứa nhỏ ở dưới đi học. Mà bây giờ lên có mấy trăm ngàn hai ba bữa nay rồi, hết trơn rồi. Không có mướn được cái phòng để ở đi làm, ở ngoài trạm xe buýt 2 ngày rồi. Rồi tính nhà ở dưới quê anh làm gì rồi mà tự nhiên chạy lên Bình Dương này ngay chỗ mộ cậu? Em đi Đào Đất với Giác Mía, rồi em coi trong cái điện thoại đó, có Mạnh Thường Quân giúp đỡ đó. Rồi hai vợ chồng em chạy lên đây nhờ giúp cho em ít tiền mướn cái phòng để ở, để đi làm. Rồi em cũng tiếp nhận cái sự việc của anh chị, là có nghĩa là hai vợ chồng khó khăn lên Bình Dương này để kiếm việc làm. Mà bây giờ hiện tại giờ là không có tiền, cũng muốn đó. Mạnh Thường Quân giúp đỡ một cái phòng trọ để trọ lại. Rồi đi kiếm việc làm phải không? Sống, rồi kiếm tiền gửi về cho hai đứa nhỏ. Anh làm nghề gì? Em thì lúc trước là Đào Đất hả? Đào Đất chứ Giác Mía. Còn chị? Chị thì đi rửa chén quán nhậu với quán ăn. Chị có bầu mấy tháng rồi anh? 3 tháng rồi. 3 tháng rồi hả? Bây giờ không có cái phòng khổ quá rồi. Không tắm rửa gì được hết á. Rồi vô thắp nhang cho cậu chưa? Giái cậu phù hộ đi. Rồi ví dụ như là nếu mà nói chung chuyện giúp đỡ là tùy duyên thôi. Anh chị mà ví dụ như mà khó khăn, thực sự mà người ta thấy khó khăn, bây giờ lên là ở bờ ở bụi vòng vòng ở đây hay sao? Ở ngoài trạm xe buýt 2 ngày rồi. Cũng không biết nói sao thì thấy hoàn cảnh cũng khổ, đứng trước mộ của cậu vậy. Vô thắp nhang cho cậu đi, rồi thí dụ như anh em ở đây ai mà thí dụ như mà thấy được cái clip và nhiều người ta chia sẻ đồng cảnh thì người ta giúp đỡ thôi. Mọi chuyện là phải tùy duyên. Không có cần giúp nhiều, giúp để mướn đủ cái phòng để ở rồi đi làm kiếm tiền sống thôi. Chứ không có. Giờ cái phòng ở đây theo anh hỏi là bao nhiêu tiền? Là 1 triệu mấy một tháng nè. Ồ, ở dưới Bình Dương này là 1 triệu mấy ha. 1 triệu mốt. 1 triệu mốt hả? 1 triệu mốt. Không có tiền mướn rồi nên chạy vô đây nhờ giúp đỡ để cho có cái phòng để đi làm cho vợ ở đi làm. Rồi cũng chưa biết anh ở đồ đạc anh đâu? Đồ đạc chiếc xe đậu đó. Đâu anh ra anh coi anh ra em quay chiếc xe anh coi. Rồi thôi trước tiên là anh vô anh thắp nhang cho cậu đi. Anh vô thắp nhang chưa? Dạ. Anh giái cậu phù hộ đi rồi. Nè đi đường này cũng được. Anh đi thắp vô rồi, thắp rồi hả? Rồi vậy thôi đi ra. Đi ra ai coi thử hoàn cảnh anh như thế nào, cô chú anh chị ơi. Có một cái anh ảnh tới đây và anh chia sẻ cái hoàn cảnh của ảnh cũng khá là khổ, là không có nhà để ở, để mướn mà ở mà phải đi ngủ bờ, ngủ bồi ở cái trạm xe buýt. Thì được biết là bây giờ em sẽ quay cái xe của ảnh di chuyển tới cái khu vực này cho cô chú anh chị của mình xem. Anh chị là mấy đứa con rồi ta? Mấy đứa anh? Dạ, hai đứa. Hai đứa con hả? Hai đứa con là hai đứa con anh ở dưới quê hả? Dạ. Biển số 68 nè. 68 không có chỗ ở rồi không có tiền nữa. Rồi muốn kiếm tiền ở cái phòng đi làm. Ở ngoài trạm xe buýt 2 ngày rồi. Chịu không có nổi. Bây giờ anh vào đó em coi em coi đồ đạc anh ở trong nó như thế nào vậy? Cái này là đồ đi mặc đi làm không à, chứ không có gì hết á. Quần áo của vợ chồng. Ủa sao thấy quần áo của con nít nữa, anh lên không, với nước nít hay gì? Không, vợ em với em chỉ có cặp đồ đi lên để bận thôi rồi đi làm thôi, mà không có còn tiền mướn cái phòng nữa. Rồi chạy xe biết không mà. Vậy anh nói là anh có hai đứa con vậy? Hai đứa con ở dưới nhà với á, với bà nội với á. Ở dưới với bà nội hả? Có hai vợ chồng mà. Đồ đạc xe vậy đó rồi không có chỗ ở, không có tiền mướn được cái phòng ở nữa. Ê, ông ấy lát hồi tao gặp cái anh mà trúng số hôm qua á, nói anh giúp cho cái anh này đi, nó có 1 triệu, 1 triệu mốt gì vậy? Dạ, mướn cái phòng ở đi làm thôi à. Bây giờ không có tiền mướn phòng ở ngoài đường không à. Rồi anh ăn uống gì chưa? Có rồi, sáng cho người ta cho được 2 tô ổ bánh mì rồi.
Wow, thấy cũng khổ ghê. À, giờ thấy bà xã thì tính từ đâu vậy ha? Ừ, Cà Mau lên. À, Cà Mau. Anh vào thập nhãn ngay cho cầu cầu nó rồi. À, rồi à. Lên Cà Mau là mình đi thấy vợ chồng muốn nhờ giúp đỡ có tiền mướn tiền phòng ở đi làm thôi chứ không có cần gì nữa. Thì công việc mình làm là công việc gì anh? Ai mướn gì làm nấy. Dạ. Tại vì dưới quê đào đất dưới anh có giấy tờ đồ đem theo gì không? Tại vì làm cái gì nó cũng phải có giấy tờ tao mới mướn. À, chứng minh hay căn cước? Chưa có làm căn cước. Trời ơi, giờ này chưa làm căn cước nữa rồi. Có giấy chứng minh luôn rồi. À, chứng minh được. Ở đây thì việc nó sẵn, việc của cái nhà máy rác thải trong này mà đang cần nhân lực nhiều lắm. Dạ. Cần nhiều nhưng mà quan trọng ta có tuyển hay không nha. Bây giờ anh không cần người ra ngoài đi kiếm việc làm. Bây giờ không có phòng ở. Mà ở đấy là toàn người ở dưới quê mình lên cả đấy. Dạ. Mà toàn anh em ở ngoài đấy. Thì nhờ với giúp đỡ như vậy chứ không biết nói sao nữa. Tại vì bây giờ ở ngoài đường không mà không có chịu nổi. Tối ngủ lạnh lắm mà. Đúng rồi, giảm xe buýt á. Hai ngày bà xã có tắm rửa gì đâu. Rồi đâu có phòng đâu bà. Xe buýt ở đâu anh? Chạm xe buýt ngoài đầu đường á, ngoài ngã tư á. Rồi ảnh mới lên đây được 2 ngày. 2 ngày rồi lên đây để kiếm việc làm. Và bây giờ không có cái phòng với tiền không có mướn rồi nên không có ở đi làm được. Mà về thì cũng không có tiền về lại. Về dưới thì khổ quá, không có làm gì để sống được hết. Muốn ở trên đây mướn cái phòng để đi làm, gửi tiền về cho hai đứa nhỏ đi học. Nhưng mà tại sao anh biết được là ở đây là có người trúng số mà đến đây để xin? Trong điện thoại nổi lên á. Rồi khổ quá chạy lên. Tại vì không có phòng để ở rồi chạy lên nhờ giúp cho cái phòng mướn tiền, mướn phòng ở. Rồi đi làm nuôi bà xã với hai đứa nhỏ dưới nữa. Ở ngoài đường nó khổ lắm anh ơi, tắm rửa là giặt vũ rồi như thế nào vệ sinh xe thì ngủ bằng đêm sợ người ta lấy. Nên không có dám. Phương tiện của anh mình cũng phải thức trắng đêm luôn. Thì ngồi thức cho bà vợ thì ngủ, ngồi thức canh chiếc xe nè, rồi sợ người ta lấy xe đó. Mà không có đi xe đi làm trong điện từ Cà Mau mà không nơi nương tựa, điện từ Cà Mau bây giờ đang đến thắp nén nhang mong cầu đồ cho được công an việc làm và có anh về số trúng số thì anh sẽ hỗ trợ cái tiền nhà để có cái nơi tả túc. Dạ. Có cái nơi ở để đi làm. Hôm nay anh cái anh đó anh chưa đến, không có đến chưa đến không có cần gì nhiều, chỉ mướn được cái phòng ở đi làm thôi. Dạ. Tại vì giờ không có còn tiền để mướn nữa, rồi ở ngoài đường không à. Dạ. Bà xã thì bà ở ngoài đường 2 ngày bà chịu đâu nổi đâu. Có bầu có bì nữa. 3 tháng rồi chết hả, bầu bì nữa lại ăn. Đã thế là ăn phải bá chuột nữa. Bá chuột nó sẵn ăn vào thì chết. Không tắm rửa gì hết trơn, chịu không nổi. Uống sao, thấy cũng còn nghiệt rồi. Cái hám của dơi ăn bá chuột của đàn ông là chết. Được khổ quá mới chạy lên đây nhờ mạnh thường quân đều giúp cho ít tiền để mướn cái phòng ở đi làm. Chứ giờ không có tiền ở ngoài đường không ở đâu có nổi. Câu chuyện cũng nghe cũng rất ra là cảm động, cảm động. Nhưng mà nói chung là anh em ở đây thì ai cũng khổ. Chứ không có được khá giả gì đó. Thì theo cái thông tin thì anh nghe được là cái anh trúng số nên là mình tìm đến đây đúng không ha? Nhờ giúp cho cái tiền 500 triệu để mướn cái phòng cho bà vợ ở đi làm. Thì hôm nay thì anh